Sau một thời gian trải nghiệm yêu đương hẹn hò các kiểu thì mình phát hiện ra một cái đặc điểm nó rất là quan trọng và bắt buộc cái cô gái bên cạnh mình phải có đặc điểm đó. Và mình tin rằng nếu như bạn làm cô gái xem video này á thì cái người đàn ông bên cạnh bạn cũng phải có đặc điểm này. Nếu như bạn muốn có một cái cuộc sống tình yêu rất là vui vẻ, rất hạnh phúc, nhiều cái khoảng thời gian yên bình, yên ả hơn là cái khoảng thời gian rất là mệt mỏi và đau khổ. Các đặc điểm này thì nó sẽ khác với những đặc điểm mà các bạn có thể đoán ra được. Ví dụ như kiểu là cái sự chung thủy, quan tâm, yêu thương người khác, đẹp trai xinh gái. Đặc điểm này nó sẽ rất là khác lạ một chút. Và ở cuối video này thì mình sẽ chia sẻ cái cách làm thế nào để hấp dẫn được cái người có đặc điểm này dành cho bạn. Vì thế hãy xem đến cuối video này nha. Nếu như bạn là người mới đến kênh của mình, hãy nhấn nút đăng ký ở ngay bên dưới để nhận những thông báo video của mình sớm nhất có thể nha. Ok, cái dấu hiệu của người yêu lý tưởng ngày hôm nay mình chia sẻ cho bạn đó là cái khả năng luôn nhìn nhận được cái lỗi của bản thân mình và chịu trách nhiệm sửa đổi chúng. Lý do tại sao? Bởi vì khi mà yêu nhau thì có một cái điều chắc chắn nó sẽ xảy ra, đó là cái việc mâu thuẫn, cãi vã, tranh luận rồi bất đồng quan điểm nọ kia. Và khi mà hai người không chịu nhận lỗi về phản phía bản thân mình, luôn đổ lỗi về phía đối phương, luôn cho rằng mình đúng, luôn nghĩ rằng đối phương sai, hai người sẽ không thể nào giải quyết được vấn đề của mình. Hai người sẽ bắt đầu cảm thấy khó chịu, bực tức và cảm thấy không hợp nhau. Và từ cái việc không hợp nhau đấy thì sẽ dẫn đến kết quả là chia tay. Còn nếu như hai người mà nhìn nhận được cái lỗi của bản thân mình thì mâu thuẫn nó sẽ được giải quyết rất là nhanh. Bởi vì mỗi bên đều nhượng bộ bên còn lại thì hai người bắt đầu là ngồi lại được với nhau, nói chuyện lại được với nhau và chia sẻ ra những cái giải pháp để hai bên cùng chấp nhận những cái khuyết điểm, những cái chưa tốt của nhau và từ đó hai người khớp với nhau hơn và dần dần trở nên hợp nhau hơn và lại có cái cuộc sống tình yêu nó sẽ rất là vui vẻ. Người phụ nữ trong cái mối quan hệ thì thường rất là cảm xúc họ rất là cao, cho nên cái việc mà họ có thể thừa nhận được cái lỗi của mình ấy, nó vô cùng khó. Cho nên là nhiều khi phụ nữ họ có cái quan điểm là như thế này: thứ nhất là em không sai, thứ hai là nếu như mà em sai thì xem lại điều một. Họ thường xuyên là bắt cái người đàn ông là cho dù đúng hay sai ấy, là phải nhận cái lỗi về mình, không sai vẫn phải nhận. Ok, nếu như mà đúng người đàn ông có lỗi thì ok, người đàn ông nhận lỗi cũng không vấn đề gì cả. Nhưng nếu như mà người đàn ông không có lỗi mà cô gái lại bắt người đàn ông nhận lỗi thì có nghĩa là vô hình chung cô gái đang huấn luyện cho người đàn ông là cái khả năng nói dối cô gái. Và cái thứ hai đó là khi người đàn ông người ta không có lỗi, người ta lại nhận lỗi thì người ta sẽ cảm thấy nó sẽ ức chế. Và qua thời gian cái sự ức chế nó chồng chất lên thì nó như một cái quả bom nổ chậm ở trong người và đến một thời điểm nào đó nó sẽ bùng phát. Cho nên nếu như bạn tìm được một cái người phụ nữ nào có khả năng mà nhìn nhận được cái lỗi của bản thân mình và sửa đổi chúng thì chứng tỏ những người phụ nữ này có khả năng kiểm soát cảm xúc rất là tốt, có cái cảm xúc rất là ổn định và từ đó thì cái cuộc sống sẽ rất là vui vẻ, rất là hạnh phúc. Và người đàn ông ở bên cạnh cái người phụ nữ này sẽ có cái cảm giác có thể chia sẻ thẳng thắn với cô ấy những cái suy nghĩ, những cái quan điểm của mình và có thể được sống đúng với cái cuộc sống là chính bản thân mình trong cái mối quan hệ đó. Thì nếu như mà trong một mối quan hệ mà mình không được là bản thân mình ấy, thì đấy nó là một cái thảm họa. Cho nên là khi mà yêu nhau thì cái thực sự mình nghĩ rằng cái quan trọng nhất đó là cái sự vui vẻ, cái sự chia sẻ và cái sự được là bản thân mình trong mối quan hệ đó. Mình cảm thấy mình tự do, mình cảm thấy mình được thoải mái, mình không cảm giác bị khó chịu, bị dằn vặt và bị một ai đó kiểm soát cái suy nghĩ của mình. Cho nên cái lý do đầu tiên đó là cái việc mà khi hai người bắt đầu là có nhìn nhận cái lỗi của mình, một trong hai người nhìn nhận được cái lỗi của mình thì từ đó là cái mâu thuẫn, những cái vấn đề nó sẽ được giải quyết. Và khi mâu thuẫn và vấn đề được giải quyết rất nhanh thì từ đó thì cái việc yêu đương nó sẽ trở nên vui vẻ hơn và hạnh phúc hơn. Cái lý do số 2 tại sao cái đặc điểm này nó rất là quan trọng, bởi vì khi mà một người người ta có khả năng nhận lỗi về bản thân mình và chịu trách nhiệm sửa đổi chúng ấy, thì bạn khi mà bạn yêu họ, bạn sẽ thấy càng ngày họ càng hoàn thiện hơn và càng ngày họ càng trở thành một cái phiên bản hoàn hảo hơn, trở thành một phiên bản tốt hơn. Nó giống như một cái câu chuyện như sau: tức là lúc đầu bạn mang về nhà một cái chiếc xe đạp, nhưng sau này tự dưng cái xe đạp nó sẽ tiến hóa thành một cái xe máy, một cái xe máy nó sẽ tiến hóa dần thành một cái chiếc xe ô tô Kia Morning chẳng hạn. Đấy, Kia Morning rồi nó thành xe Mazda, Mazda một ngày nó trở thành một siêu xe Ferrari. Đó, thì chúng ta chỉ bắt đầu bằng một cái chiếc xe đạp, nhưng sau đó người ta hoàn thiện dần và trở thành một cái chiếc Ferrari. Cho nên là bản thân mình không quá quan trọng cái việc là ok bây giờ em có giỏi nấu ăn hay không, nhưng quan trọng là cái thái độ của mình. Ok, nếu như mình chưa biết nấu ăn thì mình có thể học nấu ăn và mình luyện tập cái việc đó, thì sau một thời gian thì mình giỏi nấu ăn hơn thôi mà. Vậy nếu như một cô gái thấy một anh chàng mà bây giờ anh ta chưa có tiền nhưng anh ta có ý chí, anh ta có cái xu hướng vươn lên mỗi ngày, anh ta có khả năng làm việc, anh ta có một cái khát khao đó là ngày nào cũng cố gắng, thì chắc chắn cái người đàn ông này sau này chắc chắn sẽ có tiền. Thì cái điều đấy mới là điều quan trọng, chứ không phải là trong túi anh ta bây giờ có bao nhiêu tiền. Bởi vì nếu như bây giờ anh ta có rất nhiều tiền nhưng ngày nào anh ta cũng lười biếng, ngày nào anh ta cũng ham chơi rồi vui vẻ thế này thế kia, thì chắc chắn một ngày anh ta cũng hết tiền mà thôi. Cho nên có một số bạn comment ở trên kênh YouTube của mình lúc nào cũng nói đàn ông phải có tiền thế này thế kia. Vấn
đề nó không nằm ở cái đồng tiền, là vấn đề nó nằm ở cái khả năng tạo ra tiền mới là vấn đề quan trọng. Phụ nữ chọn cái người có khả năng tạo ra tiền không có gì xấu cả, trừ khi họ tập trung chỉ vào cái đồng tiền trong túi người đàn ông thôi, thì đấy nó là một cái sai lầm. Nhưng nếu như họ tập trung vào cái khả năng tạo ra tiền của người đàn ông thì đấy là một cái điều rất là đúng đắn thôi, chả có gì sai cả. Những người đàn ông nào chê người phụ nữ mà chọn những cái điều đó chứng tỏ anh ta yếu kém, anh ta sợ sệt, cho anh ta thiếu cái sự tự tin ở bản thân mình, anh ta mới chê phụ nữ như vậy. Cho nên là cái khả năng nhìn nhận lỗi của bản thân mình nó sẽ khiến cho mỗi người đều hoàn thiện bản thân mình hơn, hoàn hảo hơn. Và bạn ở bên cạnh một cái người mà người ta thường xuyên mong muốn hoàn hảo hơn ấy, thì bản thân bạn cũng được ảnh hưởng bởi điều đó. Bạn cũng muốn là sửa đổi cái lỗi của mình và bạn cũng hoàn hảo hơn từng ngày. Thì đấy là cái điều tuyệt vời khi mà bạn bên cạnh một cái người mà người ta luôn luôn nhìn nhận cái lỗi của mình và sửa đổi chúng. Vậy câu hỏi bây giờ là làm thế nào để chúng ta có thể hấp dẫn được cái người phụ nữ hoặc một người đàn ông người ta có cái đặc điểm này? Cách đơn giản thôi, đó là chúng ta phải có cái khả năng nhìn nhận lỗi của bản thân mình trước và thường xuyên sửa đổi cái lỗi của bản thân mình trước. Mình có một câu này mình chia sẻ cho bạn, đó là chúng ta sẽ hấp dẫn cái người mà chúng ta trở thành. Nếu như bạn không có năng lực đó, bạn yên tâm đi, bạn không bao giờ hấp dẫn được cái người có năng lực đấy đâu. Bởi vì khi mà người ta có cái khả năng tự nhìn nhận lỗi của bản thân mình rồi ấy, người ta thấy bạn là một người thường xuyên đổ lỗi, không bao giờ người ta chơi với bạn, không bao giờ người ta yêu đương với bạn, thì bạn cũng thế thôi. Khi mà bạn có cái năng lực mà nhận lỗi về bản thân mình, sửa đổi bản thân mình, bạn gặp một cái người phụ nữ hoặc gặp một cái người đàn ông người ta không biết sửa lỗi, người ta luôn luôn đổ lỗi ra bên ngoài, thì bạn sẽ cảm thấy không thích ở cạnh người đàn ông hoặc ở cạnh cái người phụ nữ này và bạn sẽ tự xa lánh họ. Thì đấy là một cái rất là hay, khi mà bạn phát triển bản thân bạn càng cao lên thì bạn sẽ tránh những cái người mà nó không phù hợp với cái giá trị của bạn, và bạn sẽ bắt đầu thu hút những cái người mà nó cùng cái năng lực, cùng giá trị và cùng trí tuệ với bạn. Đấy, cái cách duy nhất chỉ có thể đó là chúng ta cần phải nâng cái năng lực nhìn nhận lỗi của bản thân mình lên, nâng cái năng lực kiểm soát cảm xúc lên và nhìn lỗi đó, sau đó chúng ta phải sửa đổi chúng, thì dần dần là chúng ta mới có thể thu hút được cái người có năng lực đó. Đó, bạn yên tâm với cái cách mình đã làm rồi và mình đã thu hút được những cái người đó đến với cuộc đời mình, cho nên bạn phải thực hiện ngay nó. Ngày hôm nay vào cuối ngày trước khi đi ngủ, hãy ngồi xuống ghi chép lại những cái lỗi ngày hôm nay của mình. Mình đã làm cái lỗi gì, mình có thể sửa cái lỗi gì vào ngày mai để bản thân mình tốt hơn. Thì đây là cái thông điệp mà mình muốn chia sẻ cho bạn ở trong ngày hôm nay. Cái mấu chốt ở video này nó không phải là bạn hấp dẫn được người ta hay bạn tìm người yêu như nào, hay bạn tìm người yêu như nào cả. Mấu chốt ở video này đó là bạn hãy sửa lỗi của chính bạn đi, rồi bạn sẽ thu hút được cái người tuyệt vời đến bên cạnh bạn. Xin chào và hẹn gặp lại bạn ở trong video tiếp theo nhé.